Hello anh em, đây iPhone 14. Nhưng mà nói thật với các bạn, mình nói đây iPhone 13 chả ai nói gì được mình. Đấy, nó khác gì không anh em? Mặt lưng này, camera vẫn đặt chéo như thế này, to hơn tí xíu. Ok, quay đến mặt trước này, tai thỏ như thế, vẫn màn hình 60 hertz như thế. Khác nhau gì không? Không luôn. Và để mình chỉ cho các bạn thấy cái sự khác biệt lớn nhất đây. Các bạn nhìn thấy không? Nó nét từng cái sợi lông mi trên cái mắt của mình. Mình vừa chụp xong luôn đấy. Nét căng không? Đấy, trong mắt mình này. Thậm chí nó nét được cả những cái vân vân trong cái mắt của mình. Nói chung là anh em thông cảm, nhìn nó hơi ghê một tí. Nhưng mà các bạn thấy nó nét kinh khủng không? Đúng rồi đấy. Chụp bằng camera selfie của chiếc điện thoại này, bằng cái camera này này, đây này, nó đấy, kinh khủng không? Thật sự mà nói thì sự khác biệt của iPhone 14 năm nay với cái iPhone 13 thì trong rất nhiều video trước đây trên kênh thì mình cũng đã nói rồi, các bạn trong team mình cũng đã chia sẻ rồi. Và để nói rằng nếu như chênh lệch giá quá lớn giữa iPhone 13 và iPhone 14 thì mình thấy là nên mua iPhone 13 ngay và luôn cho nó xong. Cái mức giá chênh như thế mình thấy nó không đáng để đánh đổi một vài những thứ, ví dụ như cái cụm camera chính nâng cấp một chút, ví dụ như có thêm autofocus ở camera selfie, hay ví dụ chúng ta có thêm 2GB RAM, chả giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng mà không sao, trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ muốn chia sẻ với những cái thay đổi và những cái cảm nhận ban đầu của mình về chiếc iPhone 14 này, và phân tích một chút xíu để xem nó có đáng mua hay là không nhé. Bắt đầu. Và bây giờ nói chung là cái giá của con này thì đang trên trời giới đất hỡi lắm, buồn cười lắm. Nói chung là con iPhone 14 bây giờ mua xách tay chỉ có mấy ông nào thừa tiền mà ông rảnh lắm mới mua thôi. Có mua thì thà mua iPhone 14 Pro, 14 Pro Max còn đỡ buồn cười, mua iPhone 14 chả thấy có vấn đề gì cả. Con này sắp tới hàng chính hãng Việt Nam sẽ có mức giá rất là tốt. Và tại thời điểm này các bạn có thể đăng ký nhận thông tin về mức giá cũng những chương trình ưu đãi sắp tới tại 7S. Nói chung thì bây giờ mới chỉ nhận những cái thông tin thôi. Còn giá niêm yết chính thức này, những chương trình ưu đãi khi mà đặt trước này, rồi thu cú đổi mới lên đời, chương trình hỗ trợ như thế nào này, thì khi nào có thông tin chính thức 7S sẽ có những thông báo kỹ hơn dành cho các bạn. Vậy nên các bạn cứ click thông qua đường link phía bên dưới để cập nhật nhé. Ok, iPhone 14 như mình đã nói, cái sự thay đổi đầu tiên ấy, thì đây các bạn có thể nhìn vào cái Geekbench này, chúng ta có thể thấy cái mức RAM của nó lên tới là 6GB 5.56GB, và dung nhiệm của CPU là 3.23GHz, tức là nó vẫn là con Apple A15 thôi. A16 thì nó là bộ 3.46GHz, nó sẽ mạnh hơn khá, mạnh hơn khoảng 10% so sánh với A15 như thế này. Thì nói chung là 6GB RAM thì nó là một cái điểm để giúp cho cái máy này trở nên gọi là mượt mà, trơn tru hơn khi mà chúng ta chạy đa nhiệm. Nhưng mà nói thật lòng với mọi người là sử dụng iPhone từ trước giờ thì chưa có ai quan tâm về RAM, tại vì lúc nào nó vẫn rất nhanh, rất mượt và phản hồi mọi thứ đều vẫn rất là ok. Load game ứng dụng, thậm chí chạy như ứng dụng nền như thế này thì nói chung là vẫn uy tín lắm. Thì các bạn cũng chẳng có điều gì chúng ta phải lo lắng về cái vấn đề RAM bao nhiêu cả. Cái thay đổi tiếp theo nó đến từ cái camera chính. Nó đã có cái độ phân giải là 12 chấm, nhưng kích thước cảm biến ảnh lớn hơn. Và để nói cho dễ hiểu thì nó ôm nguyên cái cụm camera của con iPhone 13 Pro Max sang ở cái camera chính thôi nha các bạn nhá. Đó, thì tức là gì? Chúng ta sẽ có một cái khả năng chụp hình trong những môi trường thiếu sáng tốt hơn, đấy, lấy sáng một cách ok hơn, và kể cả trong những môi trường không quá thiếu sáng ấy, thì nếu như các bạn sử dụng những cái cảm biến đời cũ trước đây thì nó sẽ phải bật tính năng đấy là chụp đêm lên. Con này thì không cần mà nó vẫn mang lại một chi tiết rất là tốt, thì đấy là cái điều mà các bạn có thể cảm nhận thấy được trên lý thuyết. Chứ còn thực tế ấy, đây iPhone 13 Pro Max của mình với cả iPhone 13, các bạn cũng có thể thấy camera chính không khác gì nhau nhiều. Cái sự khác biệt nó sẽ đến từ đâu? Nó đến được cái camera góc siêu rộng. Thì cái dòng Pro của chúng ta có autofocus để các bạn chụp hình macro, iPhone 14 không có. Với dòng Pro chúng ta có thể chụp hình RAW các thứ này nọ, đấy, iPhone 14 không có. Thế thì cái sự nâng cấp một chút xíu ở cái cảm biến camera chính mình thấy là nó cũng chưa thực sự là đủ để cho người dùng cảm thấy là ok, đây là một cái bước nhảy vọt về khả năng nhiếp ảnh. Đó, cái sự thay đổi lớn nhất nó sẽ đến từ cái chế độ gọi là Action Mode ở đây thôi. Và về chế độ hành động này thì nó sẽ chống rung một cách cực kỳ là bá đạo. Và ok, team mình cũng sẽ có một cái video test chạy nhảy với con iPhone 14 này với chế độ Action Mode để xem nó có thực sự tốt và nó có ngon hay là không. Các bạn tự đánh giá xem chất lượng nó như thế nào nhé. Ok, rồi, còn lại những cái thứ khác thì
chả khác gì so sánh với iPhone 13 cả. Khác một chút xíu nữa là cái cụm đèn flash này thì nó sẽ là một cái bóng led ở trong, sau đó là cái bên ngoài nó là cái kiểu tản ánh sáng ra thì nó sẽ mịn hơn, đẹp hơn. Và khi mà kể cả chụp hình, chụp chân dung á, với cái đèn flash này thì nó cũng sẽ cho cái ánh sáng nó đều hơn, nó mịn hơn, chứ nó không bị gắt giống như trước đây nữa. Chứ còn ngay cả một cái chi tiết nhỏ như cái vị trí của cái loa thoại này, nó cũng hệt như là thế hệ cũ, chứ nó không được cái kiểu tinh gọn và nhìn nó tinh tế giống như là con iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì con này sử dụng toàn bộ lại tất cả những thứ gì ngày trước của con iPhone 13 mà. Nó không khác một chút xíu nào cả các bạn nha. Có khác thì khác một chút xíu phần mặt lưng này mà thôi, bởi vì cái cụm camera của chúng ta nó to hơn một chút, nhưng mà cái đấy chẳng không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi, có một cái yếu tố nữa, đó là cái màn hình thì vẫn là 60Hz như bình thường thôi. Vuốt nó vẫn thế, nó không mượt được, nó không sướng được. Nói chung là không khác gì cả. Pin vẫn thế, sạc nhanh vẫn thế, loa ngoài vẫn thế, Face ID vẫn thế, không có Dynamic Island tai thỏ vẫn thế. Đấy, thế thì nói cho đúng ra, iPhone 14 sự khác biệt một chút xíu ở camera chính. Ở camera selfie có autofocus và thêm 2GB. Các bạn nghĩ sao? Comment nhé. Rồi, bây giờ thì để nói về cái tính năng mà mình quan tâm nhất là cái autofocus này ở cái camera selfie nhé, thì mình phải dùng cái từ đấy là nó xịn các bạn ạ. Bởi vì đây, cái chất lượng quay video như này là phải nói một điều là nó ngon, tương tự như là iPhone 14 Pro mà mình cũng đã từng test. Đây các bạn nhìn này, mình đưa lại gần này, nhìn cái mắt mình nó nét căng này, thấy không? Đưa ra xa này, đó. Sau đó ví dụ mình có một cái sản phẩm mình muốn show lên cho mọi người thấy, mình đưa lại gần này, nét căng này, thấy không? Đó, đưa ra xa này, đưa lại gần này, nét căng này, đấy. Và như thế khi mà mình set up một cái góc để mà mình tự quay thì mình có thể tự tin cầm những cái sản phẩm mà mình muốn review, mình muốn chia sẻ, mình đưa ra, đưa lại gần, nó rất là nét, bắt nét rất là nhanh. Và các bạn thấy này, bắt nét kiểu này thậm chí nó còn nhanh hơn cả cái camera sau của một vài những con flagship Android luôn đấy các bạn. Mà mình đang quay ở đây là 4K 60fps, thế thì các bạn cũng hiểu là chất lượng của nó mang lại là tốt đến mức độ là như thế nào. Ok, đó, cái bá đạo nhất nó chỉ là cái đó mà thôi. Thế thì liệu các bạn có cần nó hay là không? Comment nhá. Cá nhân mình cần nó và mình chọn iPhone 14 Pro hoặc là iPhone 14 Pro Max. Mình đang phải test pin iPhone 14 Pro xem như thế nào. Pin của iPhone 14 thì có lẽ nó sẽ tốt hơn một chút xíu, nhưng mà cũng đắn đo nhá. Tóm lại, mức giá của iPhone 14 sắp tới nếu như mà tốt thì chắc chắn con này sẽ lại cháy hàng. Còn nếu như nó mà không tốt thì cũng càng đấy. Tại vì iPhone 13 vẫn còn được bán chính hãng. Đấy mới là điều quan trọng các bạn ạ. Vậy các bạn nghĩ sao về nó? Hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Đừng quên đăng ký nhận thông tin về giá và những chương trình ưu đãi sắp tới tại 7net để có ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Bye bye!